Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Online. Và hôm nay cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game nhập vai rảnh tay có đồ họa 3D rất đẹp có tên gọi là Stellar Knight Idol. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game và trải nghiệm con game này nhé. Ở đây thì mình đang chơi bằng giả lập thôi, nhưng mà tốt nhất là để có một cái đồ họa đẹp nhất và mượt nhất thì các bạn nên chơi bằng điện thoại ấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá con Stellar Knight Idol này để xem game này có gì đặc biệt hay không. Game này cũng mới ra mắt thôi. Không biết là gameplay nó như thế nào. Đây chúng ta sẽ phải tải thêm tài nguyên là 470 MB này. Đó, cũng anh em đợi tí nhanh thôi, khoảng mấy giây thôi, mạng mình khá là nhanh. Rồi. Bạn thấy đây là cái đồ họa game này. Ôi, mình sẽ phải chỉnh đồ họa lên tí nhá. Cơ bản là mình đang chơi bằng giả lập ấy. Game này là game global, nó hỗ trợ nhiều ngữ nhưng mà không có tiếng Việt đâu anh em ạ. Graphic, chúng ta sẽ sang phần graphic này, mình sẽ để lên mức 2. Để lên cao nhất đi. Đấy, mình sẽ để lên đồ họa cao nhất nha anh em nhé. Đấy, các bạn thấy là do mình giả lập nên nó cũng không được sắc nét cho lắm. Đấy, đại loại thì con game này là một dạng game nhập vai rảnh tay. Thay vì đồ họa 2D như các con game khác thì con game này có đồ họa 3D. Đó, tất nhiên là với cái đồ họa 3D này nó sẽ nặng hơn so với những con game nhập vai rảnh tay 2D truyền thống. Và với dạng game này thì tất nhiên là anh em sẽ không cần phải thao tác chiến đấu gì cả, tất cả mọi thứ là hoàn toàn tự động nhá, nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu. Thì anh em sẽ làm gì? Chủ yếu là anh em sẽ tập trung vào việc là phát triển nhân vật. Đây, chúng ta sẽ nâng cấp các cái stat của nhân vật, là các chỉ số nhân vật. Đây, như kiểu chúng ta có tấn công này, có bạo kích này, tỷ lệ bạo kích này. Đấy, thì các bạn có thể nâng cấp lên. Đó, chúng ta sẽ nâng cấp và có cái bảng nhiệm vụ ở bên trái ấy. Anh em sẽ đi làm nhiệm vụ bên trái cho mình. Đó, rồi chúng ta sẽ nâng level cho nhân vật này. Đấy, các bạn sẽ ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ nhá, và các bạn sẽ làm theo nhiệm vụ ở đây. Nó sẽ thưởng kim cương sau này các bạn gacha đồ đấy. Game này thì chắc chắn là sẽ có phần gacha rồi. Rồi chúng ta lại tiếp tục nâng cấp này. Đấy, nâng cấp tấn công này. Đó. Rồi đây chúng ta có bảng kỹ năng thì anh em có thể có kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động nhá. Đó. Chúng ta sẽ lắp vào kỹ năng vào cho nhân vật của bạn. Đấy. Rất quen đúng không? Rồi chúng ta sẽ phần gacha. Thì như mình đã nói, dạng game nhập vai rảnh tay này, bạn nào mà từng chơi nhiều ấy thì sẽ biết đó là game này nó sẽ tập trung vào gacha. Chúng ta sẽ có gacha vũ khí, gacha giáp, gacha pet, rồi gacha relic này, nó kiểu là dạng bảo vật hay cổ vật ấy. Rồi mình sẽ gacha nhá, các bạn thường sẽ gacha 10 lần cho mình. Đó, nó sẽ ra ngẫu nhiên các loại vũ khí có phẩm chất khác nhau. Rồi ok, ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ game đã. Đấy, game này thì nó sẽ khác biệt so với những dạng game nhập vai rảnh tay khác, đó là nó sẽ có đồ họa 3D thôi. À, nếu bạn nào thích dạng game đồ họa 3D thì có lẽ sẽ khá là khoái con Stellar 3D này. Rồi mình sẽ lắp trang bị nhá. Đây, hệ thống trang bị thì nó sẽ chia thành các cái màu phẩm chất khác nhau. Cao nhất là đồ Legendary, màu cam, rồi tím, xanh dương, xanh lá và trắng. Thì các bạn sẽ ưu tiên là sử dụng chúng ta sẽ có phần ghép đồ nữa. Đấy, chúng ta sẽ có những cái mảnh trang bị thì các bạn có thể ghép lại với nhau. Và các bạn có thể lắp vào. Đấy, ưu tiên là sử dụng những cái trang bị bậc cao cho mình nhá. Các bạn thấy là hơi giật đúng không? Do mình đang chơi bằng giả lập ấy. Cái game này đồ họa game 3D mà nên nó khá là nặng. Rồi, chúng ta còn merge, mình đã merge weapon rồi. Đó, mình sẽ tự động ghép những cái trang bị giống nhau lại với nhau để nó nâng cấp lên trang bị cấp tiếp theo ấy. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đi triệu hồi giáp này. Các bạn thấy ban đầu mình cứ đi làm theo nhiệm vụ của game đấy nhá. Rồi, chúng ta sẽ đi lắp. Ui, được trang bị xịn luôn này, khá là son khi mình được một cái trang bị phẩm xanh lá cây luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi nâng cấp giáp. Ồ, không đủ tài nguyên, đây, mình sẽ nâng cấp này để làm nhiệm vụ thôi. Làm nhiệm vụ để nó thưởng kim cương ấy, kim cương lại dùng để gacha anh em ạ. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, set repeat mode. Đây, chúng ta sẽ có phần repeat là nó sẽ tự động đánh lặp lại đúng không? Đó. Game chơi đơn giản nhỉ. Đây, ngoài ra thì anh em có thể gọi là tăng tốc nhá. Chúng ta sẽ được tăng tốc free 30 phút, tăng tốc tấn công, tăng tốc vàng nhận được và tăng tốc XP nhận được. Đấy, ban đầu thì cứ đi đi làm nhiệm vụ thôi. Rồi, chúng ta nhận búp rồi này. Đấy, rồi tiêu diệt 25 quái vật xong này. Đấy, mình cứ đi làm nhiệm vụ thôi anh ạ. Rồi, chúng ta cần level attack lên level 100 thì mình sẽ dùng tăng nhanh này. Đấy, chúng ta sẽ cần vàng nhé, mình sẽ nâng cấp. Đó, chúng ta sẽ nâng cấp. Uầy, rất là tốn anh em ạ. Nâng cấp các chỉ số này rất là tốn. Nhưng mà chắc chắn là anh em sẽ phải nâng cấp. Triệu hồi item 25 lần. Đấy, chúng ta lại tiếp tục triệu hồi ra trang bị này. Và triệu hồi
ra ảo giáp, nó sẽ có một cái phần gọi là level, level triệu hồi. Tức là các bạn tăng cái level triệu hồi này lên thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ các bạn triệu hồi ra trang bị xịn. Đó, thì anh em sẽ phải gacha rất là nhiều để tăng cái này lên. Mình sẽ tăng lên này. Đấy, triệu hồi 50 lần luôn. Đấy, nói chung là triệu hồi càng nhiều tốt. Đây, mình lên level 2 rồi này. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ tăng cái tỷ lệ ra đồ xịn hơn. Rồi, ok. Tiếp tục này, phần... chúng ta sẽ có một số cái phần đăng nhập, nhận quà, nhận kim cương ở đây. Game hơi giật nhỉ. Ở đây mình chơi bằng giản lập nhá. Và bản chất con game 3D thì bao giờ nó cũng nặng hơn dạng game nhà vai rảnh tay 2D rồi. Chính ra dạng game nhà vai rảnh tay như này, các bạn thích game 2D hơn vì nó tiết kiệm pin hơn, vì cái game này nó phải treo máy rất là nhiều. Đó, nên là chưa chắc là game 3D đã anh em đã khoái đâu nhá. Đấy, chúng ta lên cấp mở khóa thêm rất là nhiều tính năng ở đây. Đây là phần trang bị này. Đây là phần túi đồ thì mình có thể tự động ghép vào. Đó, lắp vào này. Rồi, chúng ta có phần giáp cũng tương như vậy. Mình sẽ tự ấn và tự động ghép, nó sẽ tự động ghép trang bị. Đó, các bạn triệu hồi nhiều vào nhá. Tăng crit đam lên level 50 này. Bỗng phát ở đây cho nhanh. Đấy, ta sẽ nâng cấp nhân vật lên. Đó, tiếp tục lại vượt ải. Đó, nhân vật của mình sẽ tự động đánh lên map cao nhất nha anh em nhá. Rất là nhàn luôn. Phần character này thì đây, mình sẽ thêm phần kỹ năng này. Các bạn để kích hoạt thêm kỹ năng mới và các bạn lắp vào. Đấy, chúng ta sẽ có tổng cộng 6 ô kỹ năng nhá. Nó sẽ mở dần dần ra. Và các bạn cũng để nâng cấp kỹ năng lên. Đấy, anh em sẽ nâng cấp kỹ năng của mình lên. Và các bạn có phần level up này, đủ nguyên liệu tài nguyên thì các bạn thể lắp vào. Đấy, là cái phần nâng cấp kỹ năng này nó sẽ mở khi mà các bạn level 55. Rồi, chúng ta có thể nâng các chỉ số. Đấy, nâng kỹ năng này. Và tiếp tục nâng các cái chỉ số khác nữa. Nói chung là game thì về cơ bản thì game này nó không phức tạp đâu, ai cũng có thể chơi được nhá. Kể cả bạn không cần tiếng Anh, không cần tiếng Việt thì anh em có thể chơi rất là tốt, vì dạng game này nó khá là nhàn. Nó sẽ tập trung vào việc như các bạn đã thấy là mình nâng cấp nhân vật thông qua việc là nâng cấp các chỉ số và gacha trang bị thôi. Đấy, rất là đơn giản. Nhớ phải nâng cấp lại, đây là bảng nhiệm vụ này. Cảm giác game nó hơi giật đúng không? Cơ bản là đồ họa 3D mà không tránh được. Như mình đã nói thì game này chắc là phải có chế độ tiết kiệm pin đấy nhỉ? Chắc là sẽ có chế độ treo máy tiết kiệm pin á. À đây, có phần power save này. Rồi view mode này. À, các bạn, game này có thể chuyển thành màn hình dọc nhá. Đó, game này thì có thể chuyển thành màn hình dọc để có thể gọi là nó nhẹ hơn và tiết kiệm pin hơn. Rồi, cũng ok đấy chứ. Sau này có phần challenge này, arena này, là đấu trường này, rain là rain boss này, avatar đó. Ồ, có phần exchange này. Ồ, có thể chuyển đổi. Nó gọi là phần chest shop. Nói chung là game cũng mình thấy là cũng khá là ổn. Thành các bạn nào thích dạng game nhà vai rảnh tay thôi. Đến ải 2.4 này. Đấy, trong lúc nhân vật chiến đấu thì mình có thể đi tiếp tục đi nâng cấp. Đó, nâng cấp dần lên. Level up này. Ta mở thêm các tính năng mới R22 rồi. Avatar, chúng ta mở khóa phần avatar là phần skin của nhân vật. Đó, chúng ta sẽ có các cái thay đổi trang phục của nhân vật. Rồi có visual avatar. Thấy không? Nói chung là sẽ cho bạn nhân vật của bạn nó đẹp hơn. Và nó sẽ cộng thêm các cái phần như kiểu là attack hoặc là vàng nhận được sẽ cộng thêm 25%. Đó, thì sau này các bạn có thể mở khóa và mặc vào. Cũng ổn áp phết. Đấy, bạn nào mà thích game nhập vai rảnh tay rồi thích kiểu đồ họa 3D thì con Stealer 9 này thì mình nghĩ là cũng phù hợp với khá khá anh em. Đấy, không phải, tất nhiên là không phải ai cũng thích nha, bởi vì là game, thực sự là game này nó cũng hơi nặng đấy. Cũng không phải là quá nhẹ nhàng đâu, nhưng mà mình thấy nữa là sát tốc độ đánh của game này, mình muốn nó nhanh hơn một tí, cảm giác là nó hơi chậm. Đấy, mở auto lên. Đó, hiệu ứng kỹ năng các thứ nhìn đẹp. Đó, bạn nào thích game 3D các thứ thì thích thôi. Còn lại thì mình thấy là lối chơi thì nó sẽ tương tự như dạng game nhà vai rảnh tay khác. Tập trung nhiều vào việc nâng chỉ số cũng như là gacha ra vũ khí trang bị. Thì mọi người nào quan tâm thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải và chơi từ con Stealer 9 này nhá. Con game này thì các bạn có thể tải trực tiếp ở trên Google Play cũng như là ở trên App Store. Game có mặt trên Google Play cũng như App Store của Việt Nam rồi. Thế tải trực tiếp luôn, không cần phải fake IP gì cả. Cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của cậu Vàng. Mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tung Game Online. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.